chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Nếu các bạn chưa biết thì mình là Helen Nguyễn, mình làm video về makeup, thời trang và du lịch. Hy vọng các bạn sẽ subscribe kênh channel của mình nha. Hôm nay mình đã quay trở lại với một video makeup mới với chủ đề là mùa hè California đầy nóng bỏng. Cho nên tông màu chủ đề sẽ là những màu nude tự nhiên và là nhân nâu căng bóng khỏe mạnh. Các bạn sẽ thích phong cách trang điểm này chứ? Bắt đầu thôi. Trước khi ra đường ban ngày thì mình luôn bôi kem chống nắng. Mình dùng kem nắng của Olay. Cái này thì kem chống nắng nhẹ thôi, nhưng mà nó giúp cho da mình mịn hơn, sáng hơn nữa, cho nên bình thường là mình bôi hết, ban ngày ra đường là bôi hết. Sau đó phải đợi kem chống nắng khô, xong rồi mình sẽ dùng primer của Smashbox. Mình chỉ bôi ở giữa những điểm hay ra dầu thôi. Với lỗ chân lông to rồi nó sẽ lấp kín lại, nó làm da mình mịn hơn và lớp nền thì ăn hơn. Bây giờ thì đến phần nền. Hôm nay mình muốn một lớp nền hoặc là nâu bóng, cho nên mình sẽ dùng tông màu hơi tối hơn da một chút. Mình sẽ dùng spray foundation của Dior. Lắp nó kỹ xong rồi mới spray brush. Cái này nó dăng ghê lắm, cho nên mình xịt thẳng lên mặt nó sao sao. Thấy là nhà nâu của mình có sexy không? Bây giờ thì mình sẽ concealer. Với cái này concealer của Ormai. Giờ cái lớp concealer nó khô xong, mình lại dùng cái concealer của Maybelline. Cái này là giúp cho cái bồng bọng mắt đó, xóa bọng mắt. Nó màu xám mình dùng concealer. Sau đó mình sẽ đánh khối, mình sẽ dùng Wonder Stick của NYX. Dùng phần đầu tối. Dạo hôm nay mình khoái cái này lắm, cái này nó dễ làm. Xong rồi mình sẽ phủ toàn bộ gương mặt với phấn phủ của Tarte. Tiếp theo mình sẽ làm chân mày. Thì mình dùng chì kẻ chân mày quen thuộc của L'Oreal, màu nâu đen. Sau đó là dùng eyebrow gel chuốt chân mày lên cho dựng. Sau đó mình dùng mascara chải lại. Mascara nào được, cái này là của Maybelline, chải nhau dựng lên, bởi vì mình muốn cái chân mày kiểu hoang dã mạnh mẽ. Ok, bây giờ là đến phần màu mắt. Hôm nay mình sẽ lấy màu mắt thật là đơn giản. Đầu tiên mình sẽ dùng màu của Crown. Sau đó mình sẽ dùng bảng màu của cái này. Cái này á là Elama Comestic. Bảng màu rất là dễ thương. Mình sẽ dùng màu này, màu orange. Màu này có tên là Coco Texas. Dùng nó tán xuống dưới luôn. Bây giờ thì mình dùng màu nâu này, nó tên là Cafecito. Sau đó mình sẽ dùng cái chì kẻ chân mày này đó, mình kẻ mắt luôn vì mình muốn màu mắt này màu nâu và nó tự nhiên một chút. Mình sẽ kẻ nhẹ nhẹ.
xong rồi, bây giờ thì mình sẽ dán mi giả nha. Dán mi xong rồi, giờ mình sẽ kẻ lại đường trong mi một chút. Sau đó mình sẽ chuốt mascara. Đây là mascara của Charlotte Tilbury. Sau đó mình sẽ dùng màu khối của Pearl. Mình sẽ dùng màu nâu này. Đây. Để đánh phần khối hai bên má, dưới xương và má. Để dùng màu nâu đánh phần sống mũi luôn. Phần khối xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ đánh má hồng nha. Má hồng thì mình muốn màu nu nu kem kem kiểu mùa hè. Má hồng là của Nose, màu Desert Rose. Mình sẽ dùng một chút màu đó đánh ngang ngang qua mũi kiểu như bị cháy nắng, rám nắng vậy đó. Mình sẽ dùng Liquid Highlight của Becca. Mình sẽ tán nó lên xương gò má. Một ít ở mũi. Mũi thì chót mũi. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái bảng màu highlight hồi nãy. Bây giờ mình sẽ làm vài cái chấm lên mặt kiểu như freckles, mấy kiểu tàn nhang trên mặt, những kiểu tắm nắng nhiều vậy đó, cho nó ra mình nhiệt đới. Xong bây giờ mình sẽ làm phần môi. Mình sẽ kẻ viền môi với chì kẻ viền môi màu nude của Armani. Bây giờ mình sẽ dùng son bóng của Blossom. Cái này thì có màu là Moscow Moon. Quên một cái nữa, mình phải highlight cái xương, gọi là xương gì?